Không phải. Không phải. Là bây giờ mới có... Dạ thưa quý cô chú anh chị, thì nghe tin là cha Tường á ở Trà Vinh á, thì cha mới vừa mất qua cái kênh của Xuân Dũng, thì Phong đã có mặt ở đây để cập nhật về cái cha như thế nào, khi nào cha về đó. Thì Phong đã tới đây rồi, thì cũng nắm thông tin đó là cha hiện giờ là cha chưa về tới Trà Vinh này, còn đang ở bệnh viện á. Thì khi nào về thì cũng chưa có biết rõ nữa. Thì Phong sẽ gặp những người dân để cho Phong biết á, là Phong nắm thông tin nào thì Phong sẽ truyền tải như thế đấy, thì cập nhật thường xuyên để biết là cha Tường á, là khi nào về nha cô chú chị. Cha Tường có nhờ giúp cha, có nhờ cha Thác lại xuất dầu cho cha Tường rồi chị Ngẫu ơi. Ông cha của mình hiện giờ ông ở bên nhà thờ Long Hội, là ông nói cảm ơn chị Ngẫu, cũng như mình cho ông hay là mới gì điện là ông giúp mình nói gì cha Tường. Thì ông nói đức cha tha dạ cho cha rồi, bị gì cha cũng có cha cháu là cha Tính. Dạ. Hiện giờ ở Bến Tre. Lúc mà mình hay cha Tường bị mắc gì, cái cảm xúc của mình sao cô? Thì ở đây là người ta, người nào cũng khóc đó. Dạ. Thì ông Xuân Dũng, ông nói là cũng như cha không có để lại một tiếng nói rồi lại cho các con. Dạ. Bây giờ bệnh nhân ở nhà lúc đó là chưa có nói cha mất nghe. Cũng nói giờ cha đang đem qua Cần Thơ. Xong rồi bệnh Cần Thơ bác sĩ báo là người nhà của cha Tường đem cha về, cha không còn cảm giác gì nữa hết. Bây giờ đem cha đi thế nào đi nữa, đem Chợ Rẫy hay đem đi nước ngoài đi nữa, cha cũng thế thôi. Tại bây giờ cái chú Bảy á, là ông Xuân Dũng, ông kêu bằng chú Bảy là anh của cha Tường, anh thứ Bảy, ông Bảy Thật. Là cũng như là chú Bảy lên máy bay về, lên máy bay lúc chắc có lẽ lúc 6-7 giờ sáng. Cho nên bây giờ người ta hỏi mình có hay cha Tường về chưa. Mình nói nếu mà cha về đây là cũng có cấp cứu, hú kèn. Bị gì thế nào cũng có về đây chắc cũng có kèn hú. Yeah. Thì mình nói nếu mà cha có trở về với Chúa xuất vào được thì nhờ thờ mình có lẽ là cũng dịch luôn. Nhật chuông cũng như là báo là cha Tường nó trở về với Chúa rồi, vì các cha đồng bạn mà. Tại vì mình nói con cái mà được gặp Chúa thì mình cũng nói trở về với Chúa đi. Mình nói sự thật là ở đây này, mình nói vậy nè. Thôi giờ mình đón cha Tường luôn. Đón luôn, bị gì hãy cha về là kèn hú à. Yeah. Rồi. Cô cũng đang đón sao? Thì cũng ngồi đây nãy giờ nè, đông lắm. Yeah. Thì giờ cũng người ta cũng chờ lâu quá, người ta cũng vô. Nhưng mà cha mất bây giờ là mấy người bệnh nhân thấy khổ mà. Nhiều lắm, nhiều lắm. Mà ông Xuân Dũng, ông là cha mình mới nói bình luận nãy giờ. Cái gì mà hồi nào giờ cha không trực tiếp rồi tới đây là mình nói dễ gì mà gặp được cha Tường. Yeah. Mà hôm nay mấy hôm nay là cha Tường trực tiếp mấy cho bệnh nhân và tiếp xúc bệnh nhân không. Yeah. Thì có một cái cô này cũng nói cha hôm qua lúc 3 giờ cha nói 3 giờ cha đứt dây thiều té xuống cầu tiêu là cha mất hết trơn, cha không lo cho các ông được nữa mà làm như có lời trói làm sao không biết. Yeah. Là cha Tường nói suốt gì đó. Yeah. Cho nên người ta ở đây là người ta khóc hết trơn. Người ta cũng khóc, ngồi khóc không phải là cái khóc cái kiểu như mà sùm nghe. Yeah. Khóc cái kiểu như là không biết làm sao mà cách nào mà mới cái rợt mà cha vậy. Cha còn trẻ mà cô hả? Còn trẻ cha mới có 47 tuổi hả? À. Sinh năm 1977, 46, 47 hả? À. Dạ, 47. Rồi thằng nhỏ mình, thằng rể nó bán vé số. Là nó bán giờ của lúc. Là nó nói mẹ hay gì hôm rồi sáng á nghe. Nó nói em cha Tường ngày hôm á mẹ bệnh là không biết con nhỏ mình có ở trống không, thì cha đi cấp cứu lúc có lẽ trên 10 giờ là đi bệnh viện Thiên Ân, bệnh viện tư của Trà Vinh nè. Rồi không biết làm sao mà người ta không đủ điều kiện hay sao, người ta đưa về Cần Thơ là bác sĩ nói là cha không có còn gì nữa hết, không có giờ để cứu nữa đó. Bây giờ chờ người anh là mới về đây thôi. Mới về đây, về ngoài, về Mỹ không biết được nửa tháng hơn nửa tháng gì. Thì mình mới nói đây. Mới nói đây là cha Tường á. Là có cha, cô, cậu ruột.
là cha Tadeo, bữa nay bổn hạng cha Teo Trần Chánh Thành là cha của con người cô, cha Tường con người cậu, cũng như Út, cha đó cũng con của Út, cha Tường cũng con Út, Út có cha Tường là Út trai Út hết, còn ông cha Thành này là cha Út và con người cô, rồi cũng như người ta có cha anh em cô cậu à, rồi mình nói cái độ mình mới đứng dậy đi đó, mình chặt cái ruộng đó, cha ở nước Thụy Điển, là có lẽ chắc lên lên Zalo lên mạng rồi là tôi vi rồi chắc cha biết rồi đó, cha đã cha anh em cô cậu ruột, cha của ông cha Thành đó là cô thứ Út, cha của ông cha Tường này là Út trai Út hết. À, cũng ở quê hương sở mình ở đây thôi, sát bên này, sát bên đây nè, mặt này là mặt trước. Trong tháng 4 là không biết ngày mấy tháng 4 đó, ngày 9 hay là ngày mấy đó, thì cha Tường khởi công thì cũng có mời mình đi khai trương, thì chị kẹt là chị đi thành phố dẫn ta đi khám mắt, một mắt từ thiện, thì chị có người con trai đứng đây nhà này à, thì nói với mẹ không có nhà, con đi khai trương nhận cho Tường đi, có mời mẹ, ví dụ con là đón con xách cái thiệp con đi, ví dụ người ta có bỏ tiền thì con coi theo con bỏ cho mẹ 200 ngàn, còn không có thì thôi, để đẳng thì người ta không có nhận thiệp, người ta đẩy không, đẩy đồ ăn chay, là người ta đặt đồ ăn chay, đó đem người tới, thì 2-3 giờ chiều nó mới về, thì ông cho Tường muốn là cháu ruột của ông. Cái con nhà này nè, cháu ruột nghe con cháu ruột. Thôi bây giờ vô đây giúp cho cha đi, cha trả một tháng bằng 10 triệu. Hỏi giúp cái gì, chắc có lẽ chặt cây thuốc rồi phụ chứ có làm gì, lúc đó là ít bệnh nhân lắm. Ít lắm, mà ở mặt tiền ăn trước. Xong tháng 7, bệnh nhân rất nhiều. Cha mới là mấy cuốc mấy mút rồi lập lại bằng sau đó, là tổ chức xe cổ vô sau hết. Tháng trước là không có lãnh bệnh nhân. Chỉ làm sao hết. Rồi ngày hôm qua nghe nói 5-6 giờ chiều cha còn đi ăn, cha còn ăn uống, mà cha làm như thế là mấy ngày nay là ý cha cũng nói trốn cái gì mình nói mấy bà này nè, tại vì người ta ở nhà mình, ta đi làm khám bệnh thì nói cách kiểu chỉ làm như cha trốn vậy, giống dấu hiệu lạ là dấu hiệu làm như trốn vậy. Cha giờ cha hết khả năng, cha mệt mỏi quá con ơi, cha không thể được. Cũng như là cha mới trao cho ông Xuân Dũng là làm trợ lý cha là trong một tháng này trở lên thôi. Theo chị biết nghe. Theo chị biết thôi. Chứ còn chị thì cũng không có tới lui bị gì. Vô đó là cũng như là có bảo vệ, có đồ thì chị không có tới thôi nghe. Rồi ông Xuân Dũng này ông trực suốt là ông hôm qua là thứ sáu. Ông về nghe nói là ông Xuân Dũng này người thành phố. Ông về thành phố. Rồi tối rồi hôm á là người ta báo cho ông Xuân Dũng là cha Tường bệnh nặng. Ông Xuân Dũng hồi sáng ổng chạy xe từ cái đường Bến Tre đó, đây người ta mở máy ra ta coi nè. Rồi bây giờ ổng mở máy ra, ổng trực suốt ông cha Tường. Theo như mình nghĩ đi, hôm là bà chị thứ năm của ông cha Tường với người em gái Út với lại ông Thanh, là theo như mình nghĩ vậy thôi chứ mình không biết nha, tại vì mấy người đó không có lên mình không biết. Ông Trương Dũng này sáng nói là cũng như là cha Tường đem đi bệnh viện Cần Thơ lúc 4 giờ mấy, cho nên bác sĩ nói là cha không còn để gì mà để mạnh nữa đi, không còn gì mà cảm giác gì hết, cũng như là bây giờ muốn chuyển cha đi về Chợ Rẫy, cha đi về nước ngoài vậy cũng thế mà thôi. Rồi bệnh viện đó là bác sĩ nói gia đình lo đem cha Tường về. Xong rồi sau cũng chị cũng suy nghĩ nát nước, chị không dám điện cho ông cha sở ở đây, cha sở ở đây là ông đổi đi rồi. Thì chị cầm máy lên là chị điện cho cha, là ông cha ông biết chị điện dành cho Tường liền. Ông nói chị ngẫu phải nói dành cho Tường, chị ngẫu. Ông nói cảm ơn chị ơi, là đức cha tha dạ cho cha Tường rồi, đức cha có sai cha sức dầu cho cha Tường, thì mình biết chắc lẽ sức dầu là tại bệnh viện Cần Thơ. Nha. Rồi nãy giờ người ta điện cho mình là chị sao chị nghe về ông cha Tường không? Em nghe nói là cha Tường ở Cần Thơ chuyển về đó. Rồi nói là chờ chú Bảy, là chú Bảy thật. Đặng mà
về Cần Thơ, xuống máy bay Cần Thơ đem cho Tường nghiệm luôn. Nhưng mà chị hỏi đây là nói bên Mỹ về đây cũng phải có 11, 12 tiếng đồng hồ. Tại vì chị nói nghĩ rằng mình phải xuống Thái Lan mình mới chuyển máy bay chứ đâu phải đi chạy về trực tiếp. Dạ, thấy không? Ý cô nói quá cảnh á. Thì chị mới nói vậy, mới bình luận, mới đứng vậy thôi, mới đi chặt cái vừa chú kịp cúng này nè. Rồi chị mới nói vậy, tưởng đâu là xe này nè, khách tới để đi trị bệnh thôi. Chị mới hỏi đi trị bệnh. Những người mà đó có lẽ là cho Tường về đó, có lẽ không? Đâu cô ra cô hỏi coi. Hỏi ba, bắt cô... tay sợ bắt tay không? Không, cái đó mình cập nhật mà. Hả? Cô hỏi đi. Vậy đó.